những cái giờ này à, những người già mà rảnh đồ có thời gian như à, cô đồng sáng đồ hay, quảng tâm rồi, thấy mấy bà cụ đông đông tập trung lại lễ phật thờ thấy hay chắc ừ, là hay. nghĩa là mình à, giúp cho những người già lớn tuổi ở chòm xóm họ không có buồn được lễ phật thờ mình... Xong mình Đãi ăn uống nước nôi Rồi người già Được được vui Thấy như cô bổn sen rồi tập trung lại Mấy cụ lớn tuổi Rồi được tu tập Hay Như tôi thấy cái đậu tràng trên không chung này Như tôi thấy rất là hay tuyệt vời Như giờ này mà cũng Tám trăm mấy chục người tu Nên là đây là một cái đạo tràng trên không chung đặc biệt chúng ta phổ biến càng ngày càng mở rộng ra để cho những người già không có buồn các cụ già lớn tuổi mà được niệm phật lễ phật vui lắm á nhưng tức thấy giờ này mà có những người già tập trung lại rất là đông cụ mang mắt kiến rồi quen quen cũng mười mấy hai chục cụ già rồi đặc biệt ghê rồi ông bà cha mẹ lớn tuổi à, à, mình à, cho họ ngồi xe họ niệm phật mà xá lăng niệm phật cũng được, mình hỗ trợ giúp đỡ rồi à, lễ phật xong thờ cái ngồi nói chuyện một chút ừ. nên là những đức rất là thương các cụ già lớn tuổi những đức thường nói rằng là vì tương lai mình cũng già mà ừ. trẻ em thấy cái đứa bé nhỏ xíu hồi nãy ừ. lễ phật cái xíu à bé nhỏ lắm mà lễ phật hết nguyên một thờ bé đó chắc chừng bốn năm tuổi lớp đầu làm con những đứa thường thấy bé là lại chùa nên từ nơi đó mà thấy cái phương pháp tu tập mà nít những xíu cũng tu được Đấy. nãy như đức lễ phật mà thấy đứa bé nhỏ bốn năm tuổi bé gái mà một mình một luôn lễ phật từ đầu tới cuối nói mà cái tâm mà mình nhìn một đứa con nít vậy thôi nha mà mình quan hỷ Thôi là cái phước duyên của bé đó cũng lớn Mọi người nó nhìn cái thấy quan hỷ liền Thiện căn đặc biệt Khi con cháu mình cho tiền bạc của cải nhiều Cũng chưa chắc đặc biệt bằng là Dạy cho con cháu mình một cái thiện duyên thiện căn Nó đấy. Rồi xong rồi từ khi còn nhỏ mà Biết uh, nghe đạo Biết niệm Phật lễ Phật Đến khi tuổi già mà an nhàn Nhất là các cụ già Ví dụ như có những cụ mà có nhà rộng rộng cũng được ha như là mấy cô bổn sen quảng tâm rồi đó rủ cái cụ già lại mỗi buổi là lại, lại tu chung nhà găng găng á nhà, ừ nhà găng, găng rủ lại những người mà nếu dụ như là còn khỏe rồi này kia mà có thời gian rủ những người già lại nhà mình đó. xong cái người già lớn tuổi được ngồi chơi với nhau lễ phòng thờ 40 phút xíu à xong cái ngồi chơi với nhau rồi chị em người già mà mình thương họ mình giúp họ họ khỏe lắm á ừ. họ ở nhà họ mình họ giết họ buồn bây giờ mà có cái râm này các cụ già bây giờ mà, mà mà mấy cụ lớn tuổi mà con cháu chỉ cho thầy điện thoại tới giờ bấm lên ba tu chung ví dụ như ai đến nhà mình mình chỉ cho người ta cách vô râm tu mình cài giùm cho người ta luôn chỉ người ta người ta mà vô tu rồi người ta vui lắm á À, thật sự mà nói tuy là 40 phút lễ vật nhưng mà nó an lạc nó vui vô cùng à, nghĩa là những đức à, ở một chỗ gì thôi nhưng mà biết à, nương vào cái à, truyền thông bây giờ như cái zoom này rất là hay tuy là ngồi gì nhưng mà thấy mặt nhau hết dẫn đầu à, dù hơn 800 người cũng nhìn thấy mặt nhau hết trơn rồi có những người may đồ có những người làm việc này việc kia ngồi một chỗ nhưng mà bấm điện thoại lên cái cũng được niệm phật chung rồi chúng ta ngồi nói chuyện với nhau rất là hay vị nhà nước thấy này quá hay nó thật sự mà nói như nhà nước nói bây giờ đi ra ngoài mà từ khi công chuyện gì thôi chứ nói thật sự chứ kẹt xe đồ này kia người già mệt lắm nên nó như vậy là quá hay rồi nhà nước thấy cái giờ này mà từ từ mà lên hơn 800 người tu không đơn giản mình thấy quá tuyệt vời À, giống như những đức bây giờ mà dài ba người trong nhà gì thôi nhưng mà cái người mà khách nơi nơi cùng tu chung với mình này quá đông cái duyên này nó cũng là gây dựng người đó giờ rất lâu tượng phật những đức gỡ đi từng nhà quá cho nhiều luôn quá nhiều luôn bây giờ thì trên đó chắc cũng ít người nên không có người để gỡ đi hình như là trên chùa không còn gỡ đi nữa Chứ những đức nói cái cách mà gỡ tượng phật đi từ xa hay dữ lắm thực sự mà nói gia đình người ta mà có một bộ tượng Phật đó là ảnh hưởng từ đời ông bà con cháu ảnh hưởng từ đời bây giờ người ta không gỡ đi nữa thì mình thỉnh một bộ tượng Phật sau này những đứa con buổi nói chuyện những Đức chỉ cho cái chỗ mà những Đức làm tượng Phật đó cho ai muốn đặt tượng Phật điện thoại đặt luôn cái người ta gỡ đi đến tặng nơi cho mình mình chuyển tiền cho người ta thôi cái thời những đứa còn ở chùa thì những Đức gỡ miễn phí không gỡ quá cho tượng Phật nhiều bây giờ như Đức cũng đang đặt mấy trăm bộ nó còn tại vì đó giờ đặt người ta bây giờ kêu người ta còn bây giờ như Đức tiếp tục như nước đặt mà mấy trăm bộ mà đưa đưa vô chùa thôi mà chùa giờ không có gỡ đi được cái gì hình như không còn gỡ đi được nữa nên là ai đi đến đó thỉnh thì đến đó thỉnh thôi dịp lễ dưới quan âm rồi đó đến đó mình thỉnh chắc cũng còn mấy trăm bộ đó. đem ở đậu tràng ba một trăm bộ ở bên hộ pháp cũng mấy trăm bộ để bên đó nên là nếu mà cuộc đời như đức mà thuận duyên này như đức cứ gỡ từ phật đi hoài luôn quý vị nhưng bây giờ nhà Đức đã làm cư sĩ rồi Mình không có dính vô cái việc làm gì đó được nữa Nếu mà dính vô thì tiếp tục á, là dính vô tiền bạc nữa Thôi thôi để nhà Đức chuyên tu luôn đi Sau này nhà Đức sẽ giới thiệu cái nơi làm tượng Phật Sẽ cho số điện thoại chỉ cho Rồi xong ai muốn đặt tượng Phật điện thoại trực tiếp cho người ta cái đặt Mình gỡ tiền cho người ta một bộ một triệu cái gì đó Xong gỡ cho người ta, người ta gửi cho mình Nghĩa là mình tự đặt tượng Phật Mình gỡ tiền luôn Còn nhà Đức không có dính vô nữa giờ làm cư sĩ không có dính vô chuyện cúng dường không có dính vô cái chuyện tiền bạc cái này kia chỉ ngày mấy buổi cơm ăn rồi tu tập thôi nếu mà được gì cả đời cũng là thấy mừng lắm quý vị thấy hạnh phúc lắm rồi. nhưng mà có thời gian tu nghe rồi đem pháp môn tịnh độ niệm phật này giới thiệu chứ vị mới hay chứ nếu như mà những đức mà lo việc này việc kia nó, nói chứ nói chuyện tịnh độ với khuyên niệm phật với mình không có dụng công tu nó không có đặc biệt đâu đó nên những đức nói gia đình nên có bộ tượng phật và có cái thời khóa tu mà nhất là gì nè Cả đại chúng cùng tu Như Đức nhìn bao nhiêu người già vô tu nghe Có những người già ngồi xe lăn này Có những người già nằm võng nè Cũng ngồi niệm Phật chung luôn Rồi tu tập xong gì cái cái điệu hộ niệm xuyên suốt luôn Như Đức ngồi niệm Phật Xong cái vị vô ngồi niệm Phật người già Để cho ông bà cha mẹ già bắt cái ghế ngồi kế bên niệm Phật Mỏi thì nằm lên giường Nhìn đó mà nhép môi niệm Nghĩa là mình tạo điều kiện cho người ta mọi cách Làm sao mà người ta niệm Phật được Làm sao để niệm Phật được thật sự cuộc đời mình mà tích tụ cái duyên niệm phật mà tới tuổi già hay dữ lắm rất là hay nên mỗi một con người trẻ tuổi thật sự nên thương người già mình thật sự là thương người già thương người già là bồi cái gốc đó quý vị ơi thương người già là bồi cái gốc đó nên tất cả các anh em huynh đệ cùng thờ những đức này nên thương người già có cơ hội nuôi được người già nên chân thật mà làm cái duyên phước này rất là lớn vì mình thương người già là bồi cái gốc đạo đức cho mình lớn dữ lắm với con nít mình thương con nít nó giống như là có những đạo tràng mà ở kim sơn mà mấy chục đứa nít mà nhà trẻ mà ch chưa có vô học thì các cháu ngồi niệm phật mà dễ thương lắm bữa đó thấy tặng heo rồi tặng heo con mà heo đắt rồi lì xì lâu lâu mua kem rồi cho các cháu ăn nó thương mình nó thương mình xong rồi bắt đầu là nó nó nó, nó có duyên nó nó có thiện căn nó niệm phật nít nít nó gì đó nó nên những đứa thấy con nít mà niệm phật là thật sự mình nói, mình thương gì đâu đó nên những đức nói với môn tình độ nó gần gũi vậy đó. Nên mỗi một con người chân thật đem với môn tình độ này giới thiệu. Có nghĩa là mở rộng phạm vi ra để cho nhà nhà niệm Phật. Từ xưa giờ trong lòng những đức nó thật sự những đức muốn mà mà giống như cái gia đình là đạo tràng tịnh độ. Mỗi gia đình đều biết niệm Phật, mỗi gia đình biết tu. mỗi gia đình biết tu biết niệm Phật như quý vị, ta tin nhân quả. Người ta hiền hậu, người ta sống ở đạo đức. Nếu cái đất nước mình mà gì, đất nước mình thịnh vượng nhất lắm. Tại vì nhiều người thiện, nhiều người lành. Thật sự luôn đó. Nên từ nơi đó mà mình nghe gì rồi á, những người mà có thời gian cứ tới giờ 9 giờ sáng vô tục, buổi trưa này 40 phút, chiều 2 giờ 10 vô tục. 40 phút. Tùy 40 phút gì chứ không đơn giản đâu. Và thượng Diệu Liên này nói một câu, một ngày bạn kiếm được nhiều tiền nhưng không bằng ở trong đạo tràng niệm Phật 50 phút. À, tại cái một bên là thiện căn công đức, một bên là tiền bạc thế gian. Nên từ nơi đó mà Người già bây giờ khắp nơi nơi mà được vô ngồi tu làm gì Đó nên các cụ mới ngồi Mới, tu tập xong mới ngồi Những đức nói chuyện và cụ mới cụ mới nghe cho nên những đức rất thương các cụ Các cụ cố gắng niệm Phật Để khi mà thọ mạng đến mình đi về thế giới cực lạc Mà mỗi ngày nhớ Phật niệm Phật nó không có buồn nghe Dù là tuổi già đó Mà không có buồn đó Tuổi già mà ngồi niệm Phật đi không có buồn đâu Lạ lắm Cái công đức niệm Phật này rất là lạ Mình ngồi niệm Phật mình không có buồn à. Chứ nếu không mình ngồi mình nhớ con nhớ cháu rồi nó không đến thăm mình mình chết mình buồn còn bây giờ mình niệm phật là mình không có buồn con cháu nó có cái gì của nó bây giờ cuộc sống xã hội người ta bận như lắm nên mình không có buồn người ta người ta chưa đến thăm mình được mình không có buồn người ta không có trách người ta vậy thì cái tâm các cụ già rất là vui dù cho những người bị ung thư hay bệnh này bệnh kia người ta buồn mình chỉ người ta niệm phật mình phải tin nhân quả cuộc đời ai mà không bệnh đau đến một ngày nào như đức lớn tuổi già cũng bệnh đau thôi nó già cũng bệnh đau thôi thật sự có khi trẻ gì mà nếu đi khám bệnh nó cũng có bệnh rồi, chứ không phải, không phải đâu bởi đó những đức ví dụ những đức nếu mà bị ung thư này kia chứ không phải bị ung thư thấy không nên từ nơi đó mà nếu mình đi khám bệnh có khi trong người mình nó đã bị bệnh rồi dạng đâu nên ai cũng bệnh và con người ai cũng có những sự cố trong cuộc đời nhờ niệm phật nhờ nghe phật pháp nhờ tin nhân quả và con người được vui nên mong các người già người trẻ ai cũng biết phật pháp ai cũng biết niệm phật và ai cũng sống thật là tốt ai mọi người cũng có nụ cười có niềm vui khi bỏ báo thân này chúng ta niệm phật để về thế giới cực lạc chúng ta hẹn gặp nhau thế giới cực lạc quý vị ơi ai vậy là phật ai vậy là phật